Ông ca tràn viền tại CES 2020, tại hội trợ điện tử tiêu dùng CES 2020 đang diễn ra ở Las Vegas, Mỹ. Samsung Q950TS là TV có độ phân giải lớn nhất. Samsung Q950TS có viền cực mỏng với cảm giác như không viền. Nhà sản xuất cho biết thiết kế mới cho phép hiển thị hình ảnh trên 99% bề mặt TV, so với 95% của hầu hết TV hiện nay. Số trên 4% trong ngành công nghiệp TV là rất lớn. TV QLED mới của Samsung có cạnh viền siêu mỏng chỉ khoảng 2,3 mm nhờ loại bỏ ma trận màu đen Mac TV, nhờ đó hình ảnh kéo dài ra tận viền kim loại ngoài. Bản thân Samsung Q950TS chỉ dài 15 mm dù được tích hợp hệ thống đèn nền LED đầy đủ chức năng, hiện TV 8K vẫn còn rất đắt đỏ. Về lý thuyết, 8K sẽ có độ phân giải gấp đôi 4K. Tuy nhiên chất lượng thực sự của TV 8K chưa quá vượt trội so với TV 4K. Ngoài ra, hiện chưa có nội dung 8K. Các chuyên gia trong ngành cho biết phải mất vài năm nữa, nội dung 8K mới thông dụng. Tất nhiên, Ưu điểm của Samsung Q950TS không chỉ là độ phân giải, chất lượng hình ảnh của TV còn được cải thiện theo cách khác. Samsung Q950TS được trang bị công nghệ mới cho phép TV đạt độ sáng tối đa thêm 20%. TV sử dụng chip lượng từ 8K tích hợp trí tuệ nhân tạo và thuật toán cho phép tự cải thiện chất lượng hình ảnh. TV 8K của Samsung cũng có góc nhìn siêu rộng và khả năng chống lóa tốt tương tự model 2019.